Chào mừng bạn đến với kênh nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Levoquin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Levofloxacin cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần: Levofloxacin, tá dược vừa đủ. Dạng bào chế: viên nén bao phim. Công dụng: Thuốc được chỉ định để điều trị nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với Levofloxacin gây ra ở người lớn như viêm phổi mắc phải cộng đồng nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp, kể cả viêm thận, bể thận. Viêm tuyến tiền liệt nhiễm khuẩn mãn tính. Nhiễm khuẩn da và mô mềm. Thuốc được sử dụng như một điều trị thay thế cho các thuốc kháng sinh thông thường khác đối với những trường hợp bị nhiễm khuẩn sau đây. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu không phức tạp. Đợt nhiễm khuẩn cấp tính của viêm phế quản mãn tính. Viêm xoang cấp tính do vi khuẩn. Cách dùng, thuốc sử dụng bằng đường uống, Nuốt chọn viên thuốc với một ly nước. Có thể uống thuốc trong bữa ăn hoặc bất cứ lúc nào giữa các bữa ăn. Liều dùng và thời gian điều trị, thuốc được dùng một hoặc hai lần mỗi ngày. Liều dùng tùy thuộc vào loại và độ nặng của nhiễm khuẩn và độ nhạy cảm của tác nhân gây bệnh giả định. Viêm phổi mắc phải cộng đồng, liều dùng 500mg một hoặc hai lần mỗi ngày, thời gian điều trị là 7 đến 14 ngày. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp và viêm thận, bể thận, liều dùng 250mg một lần mỗi ngày thời gian điều trị là 7 đến 10 ngày. Viêm tuyến tiền liệt nhiễm khuẩn mãn tính, sử dụng 500mg một lần mỗi ngày, thời gian điều trị là 28 ngày. Nhiễm khuẩn da và mô mềm, liều dùng 250mg một lần mỗi ngày hoặc 500mg một hoặc hai lần mỗi ngày, thời gian điều trị là 7 đến 14 ngày. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu không phức tạp, liều dùng 250mg một lần mỗi ngày, thời gian điều trị là 3 ngày. Đợt nhiễm khuẩn cấp tính của viêm phế quản mãn tính, liều dùng 250 mg đến 500 mg một lần mỗi ngày. Thời gian điều trị là 7 đến 10 ngày. Viêm xoang cấp tính, liều dùng 500 mg một lần mỗi ngày. Thời gian điều trị là 10 đến 14 ngày. Trong trường hợp nhiễm khuẩn nặng cần xem xét tăng liều bằng đường tiêm truyền tĩnh mạch. Chống chỉ định. Bạn có dị ứng với levofloxacin hoặc với bất kỳ kháng sinh quinolone nào khác như là mosifloxacin Ciprofloxacin hoặc ofloxacin hay dị ứng với bất kỳ thành phần nào khác. Bạn mắc bệnh động kinh. Bạn đã từng bị đau gân cơ như viêm gân liên quan với việc điều trị bằng kháng sinh quinolon. Bạn là trẻ em dưới 18 tuổi. Bạn đang có thai, có thể đang có thai hoặc nghĩ là mình có thai. Bạn đang nuôi con bằng sữa mẹ. Lưu ý khi sử dụng. Cần chú ý bảo vệ da tránh ánh nắng trong thời gian sử dụng thuốc da sẽ nhạy cảm hơn với ánh nắng và có thể bị bỏng, rát hoặc phòng rộp. Vậy nên cần tránh tiếp xúc với ánh nắng. Nếu cần phải ra ngoài thì nên dùng kem chống nắng có chỉ số cao, luôn luôn đội mũ và mặc áo dài tay và quần dài. Nếu bạn đang dùng viên sắt, thuốc kháng axit hoặc sulcranfat, các chế phẩm bổ sung kẽm, không được uống những thuốc này cùng lúc với levofloxacin. Nên uống ít nhất 2 giờ trước hoặc sau khi uống levofloxacin các phản ứng có hại nghiêm trọng có khả năng không hồi phục và gây tàn tật, bao gồm viêm gân, đứt gân, đau khớp, đau cờ, bệnh lý thần kinh ngoại vi và các tác dụng bất lợi trên hệ thống thần kinh trung ương, ảo giác, lo âu, trầm cảm, mất ngủ, đau đầu nặng và lú lẫn. Hỏi lại bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc nếu bạn là người cao tuổi, từ 65 tuổi trở lên. Đang dùng corticosteroid, đôi khi gọi là steroid đã từng có một cơn ngất hoặc choáng, cơn bệnh. đã từng bị tổn thương não do đột quỵ hoặc chấn thương não khác. có bệnh thận. đã từng bị rối loạn tâm thần. đã từng có bệnh tim. là bệnh nhân đái tháo đường. đã từng có bệnh gan. tác dụng phụ. thường gặp. buồn nôn và tiêu chảy. tăng enzyme gan trong máu. Nhà sản xuất Công ty cổ phần Pimefaco Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Levoquin, đồng thời biết cách sử dụng Levoquin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham